Ừ. Ôi. Hàng rồi cái nhà ơi. Hàng khốn, hàng khốn. Ghê chết lụ. Giờ này nháy nó kêu quá trời anh lụ ơi. Chê gọt cạc, gọt cạc. Dạ. Anh em mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục về em với anh lụ đi cắm câu cặp heo bà kênh nè cả nhà. Thì hướng về xéo về bên kia là nhà của anh Lụ. Bữa nay cô tí hai em ở nhà có một chuyện rồi mất coi nhà nên không có đi được. Thì hai anh em bữa nay chuyến kinh ở đây. Giờ anh Lụ đang chuẩn bị móc mồi. Mồi trùng. Thì coi đêm nay cắm mồi trùng rồi coi như thế nào anh Lụ. Cắm mồi trùng là nó ngon hơn cái mồi vé. Giờ cái con kinh nước chuẩn bị lớn rồi nha. Giờ anh em cũng tranh thủ cắm coi nước gì chuẩn lớn thì cá nó ăn rồi là tối hôm nay trúng đậm luôn. Mà anh xui ha anh Lụ. Đây ồ cái phía ruộng đây mau mau hết anh Lụ. Đây xả xả trước á. Đây thì xả nè cả nhà. Đây tháng mấy hết trơn rồi. Cũng phân nửa lúa hết hả anh Lụ. Phân nửa lúa hết, mau lớn hết rồi. Trong đó thì cái khu của cô chú ở trong kia cũng đông dân cư. Cảnh lúa quá trời đẹp. Giờ thì trời chuẩn mưa đó các thầy. Bên đó thì âm u quá trơn, nó hù luôn. Giờ chuẩn bị mấy anh em móc mồi cả nhà ơi. Chiều hồi xong xuôi rồi quay tròn cảnh cho cả nhà xem nha. Giờ này cũng 6 giờ tối rồi cả nhà. Cảnh hoàng hôn buổi chiều. Quá trời đẹp luôn. Không biết đêm nay đừng có mưa cho con thăm chuyến câu này. Giờ anh Lụ cắm như vài lần trước rồi. Cặp cái bờ này cũng có cái đường đan nó nhẹ đi ở cả nhà. Có cô chú hỏi em sao không dắt bà xã đi quay chung, thì em cũng tính không nói mà thôi lỡ nói cho cô chú anh chị biết là bà xã em có em bé. Nên không có đi được đó cả nhà. Tính nghỉ hè này cho con gái với bà xã em theo, nhưng mà lỡ bây giờ nên cho ở nhà luôn. Tại vì đi đường xa mấy chục cây số chạy xe nó dằn á, rất là nguy hiểm luôn. Với tháng mưa này, cái đường đi ra đồng ra này kia thì chạy xe nó không được an toàn đó cả nhà. Nên không cho bà xã em theo luôn. Thì rất mong cô chú anh chị thông cảm. Rồi cô chú giờ còn ngoài đồng rồi anh Lụ. Thì em cũng gửi lời cảm ơn chúc sức khỏe đến cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã xem video và ủng hộ cho em. Thành cảm ơn rất là nhiều. Thì cả nhà mình xem thì hãy cho em một lượt thích, một lượt đăng ký để có tương tác với YouTube được đề xuất nhiều hơn á. Thì cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Ồ cái chỗ này ngon ha anh Lụ. Anh nghe con gì mới táp không? À. Ừ. Táp, à. Ừ táp cái bụp. Sao giờ này không mềm giò đó. Rung rung thiếu rồi, thiếu rồi. Ồ dính anh Lụ ơi. Mới để xuống chỉ được 30 giây nữa. Nè. Ê. Cái gì vậy? Ố có phi vậy? Phi chế. Ồ phi bự. Con này 30 giây. Mới để con câu xuống luôn quay quang luôn. Nhảy ha. Quá im thay con khác luôn. Ta. Xuống là táp liền.
Độc lạ. Mới từng thấy trên đời. Này cứ phi chà bá luôn cả nhà. Cái thú mà lội lên rồi. Tự nhiên là nó táp liền. Chưa vậy chân mới bước lên. Vừa khỏi mới để một câu lên luôn cả nhà. Ôi chưa được 30 giây nữa. Nhìn nó đói là đời nào á lụ. Chẳng biết đói. Hồi nào đời nào nữa. Mới để xuống à. Mấy em cắm chưa xong á, vừa để xuống rồi quất luôn. Để xuống rồi quất luôn đó. Cái đó nán lại chừng 10 giây nữa là dính trên tay luôn á. Ừ. Dữ thiệt, cá mạnh bạo dữ. Cô Tí cũng mới ra cái ngày. Dạ, mấy em tiếp tục đi thăm câu. Nước là đang lớn hả lũ, hết mồi luôn hả? Ừ. Nước đang vô à. Đi, về dạ tránh đi để không kịp mấy con câu mình cắm ở dưới á. Vô hồi ngập cần. Ngập con câu luôn. Ngập cần không hay luôn. Tại mình cắm ở dưới sát ở dưới. Đúng rồi. Ô còn cứ dính cái tre kìa, hiện không có. Ô bên kia rồi, quý quá hồi qua kia lên lũ ơi, thăm dở cái đi. À, ừ mình qua mình dở cái đi. Dở đi. Để hồi không con ruột uổng á. Ừ. Chưa đi, chưa đi. Mình có đem vợ không ta? Có. Ừ, có. Mới ra. Còn thứ hai là thấy cá nó dính rồi nha. Quá yêu. Quý quý cần luôn. Lẹ tí ơi. Ừ. Khúc nào không? Ở trước kìa. Đây nè. Cưng. Đây nè, cưng này, cưng này. Ờ đúng rồi. Ồ, quýu quýu. Ừ. Ừ. Đây đây thằng. Ô cái chê cái lóc vậy. Cái chê cái chê. Ê. Đưa giật xuống, đưa giật xuống, đưa xuống. Ôi dính cây luôn hiện. Ừ, vô ô. Ôi. Ôi, vô. Vô. Một chú. Một chú đầu tiên. Có lý, có lý rồi. Ngon ha. Ừ. Cái trên này có cá. Nó chơi uống mềm luôn kìa. Mập nù luôn. Ồ, kéo rồi víu víu cần thì đã mê rồi chứ. Ừ. 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 Quá im. Con đầu tiên. Đó. Gà mấy em cuốn cần luôn. Coi ra. Một hồi đây. Hả? Bị được. Ừ. Coi hồi nước đứng đứng à, coi dính cá khá là mình à. Mình móc lại ha. Ừ. Nếu mà ngon thì móc lại. Ừ. Cô sót ở đây cần hả? Sót hả? Nước nó lên á. Hả? Ô dính cái, giật tí ơi. Cái chê vậy đó. Ô bự à. Giật nè. Cái chê. Ô mà sao nó im quá sao đây? Nó giật thấy nó giật kịch. Dính đuối quá. Hả? Ồ, nó chạy đuối quá. Ừ. Thế cần im quá hả? Nó không có kéo. Ừ. Không giật cái cần á. Ê đụng thấy nó giật. Kinh là thấy gì là im rồi ha. Ngon ha. Mới 4 cần mà vô rồi. 2 con. Bởi vì chiều thấy cá nó táp quá mà. 4 cần 2 con có lý. Quá im luôn. Đây nè cả nhà. Đã. Ừ. Quá là im. Vô. Đụng hết đấy. Tưởng nó không dính không à. Không dính. Nằm im gu. Xem chút cái sót con cần này ơi. Ừ. Chứ mới gọi mới thấy nè. Thấy em gu à. Nó không. Cũng có lý rồi. Mà lên tới đám cỏ kia. Đám cỏ chuẩn bị chạy. Đám cỏ này chạy mới được con lũ ơi. Hả? Tới đám cỏ này em chạy rồi. Em không đứng đó đâu. Mà chiều bị mấy con kia nó đeo cả nhà. Sợ quá sợ luôn rồi. Không có đâu. Vậy mà sợ. Dắt nó đeo chú chịu á.
Đây mình nhớ mình có cấm nữa mà. Quý 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 rồi, quý rồi. Rồi. Lụm ơi, lụm con ha. Đó. Cho vợt xuống trước đi anh Lụ ơi. Hả? Cho vợt xuống nước trước. Ê. Con gì? Ồ, cái gô mở giật quýu đọt luôn. Ồ, nó mở mọc ủ hẹ thôi. Ừ. Vừa nuốt nuốt lưỡi luôn à. Vậy mà nó giật ngập cần quá ha. Ừ. Giật kinh khủng thiệt. Tưởng cái chê hồi nãy. Ừ. Bên đó có cần không ta? Có, cần cấm bên đó. Ừ. Hình như cái cần bên Hải cần. Hồi sớm mới chỉ á. Ôi, tiếp tục. Đi một tí à. Cái dấu đi rồi có cần á. Dọn gì chân vậy cô tí? Ủa cái này cái sao? Cá lôi rồi. Tẩy rồi. Ừ. Này kìa. Vừa sim phải không Lụ? Vừa sim phải không? Nè. Ừ. Trái tròn tròn đã. Dừa dâu hả? Còn bên đây là dừa xanh. Ồ, cá gì anh Lụ, đục ngầu nè. Cái gô cạn á. Cái gỗ nè. Có cái chê gắn chung không? Dưới mé là có. Chiều mình cắm nhiều lắm á. Cắm dày lắm á. Dậm với chân nữa anh Lụ. Hả? Cái nào cũng có rồi ha. Ôi không có đâu. Có. Không có đeo đâu mà. Sao mà không có? Hiện đi trước á, hiện đi sao mới dễ dính nữa đó. Ừ. Đi sao nó động á. Ừ. Ồ đường nước nó chặn nè. Ha. Không có cấm đó. Có. Em có cấm đây cần nè. Ô kìa, ô bay dính cá, dính cá, cá. Có con cá treo đó không? Có hả? Có. Có đó, con cá nó treo đó. Ô cá gô phi ngọt luôn rồi. Ừ. Gô phi. Ừ, gô phi bự, nó dãy á. Xíu rồi. Ừ. Xỉu. Xỉu à. Sao anh xỉu vậy anh trai? Thôi mình đi qua khu đi thăm nhanh Lụ để trễ nước lớn ngập mấy cần kia mất hết rồi đó. Mấy cần kia mất hết rồi. Mấy cần em cấm nó lúc hết rồi. Bên kia mới cần dưới nước có cần đó, nó cần dưới nước nữa. Đây nè, con tới cái đập có gì có chạy đi tí, chạy trước đi con mạnh luôn qua đám nga nè. Tao lóc nó táp kìa. Cái gì đó? Chạy Lụ ơi. Chạy cái nhà ơi. Đảo mình ghê lắm. Chạy mới được. Rồi kiểm tra ra. Hả? Kiểm tra cho dò đi. Hôm mốt đừng đi bên đây nữa anh Lụ ơi. Ghê quá à. Ừ. Còn đắng nữa kìa. Sợ
Ô mình lấy dính cả kìa. Đâu? Ừ. Để đi. Vậy chạy qua ăn cái nó là xong rồi cô tí ơi. Chưa, chạy qua cái đám này nữa đi. Đừng có đi. Chạy á. Ô cần này quýu rồi vậy anh Lậu ơi. Cần này có em quýu rồi nè. Ô wow. Lậu ơi. Dữ lắm, cá lên đây rồi. Ô nè cả nhà. Đâu? Nó bò lên. Ôi ô. Kìa cá nó lóc lên đó Hiền. Ừ, kìa cần đó dính cái gì rồi. Dính cần đó dính con rồi đó. Động nước kìa. Cần này dính cái gì nè. Anh Lậu. Dữ lắm mà cái này có cái lọp đặt đây ha. Nhà nhà. Hoa lên sình luôn rồi. Lóc lên sình luôn. Nó ở dụng dữ lắm đó nè. Ha. Ồ. Ê lọp. Chú lọ lên trên chút á. Ừ. Đây chiều chú có cắm nè. Hai cần. Hả? Ô thấy không? Thấy không? Hai Lậu Lậu. Cần á Hiền cắm phải không? À. Hai dở đây. Cô tí ra tay cô tí. Rồi đi dở hai cần. Thọt giật xuống trước rồi cô tí. Ồ, quýu cần luôn. Sâu xuống, con sọt giọt sâu xuống. Ô Lũ ơi, dính cây anh Lũ ơi. Ô còn. Sâu vậy? Sâu lắm con. Đâu? Sâu quá sâu. Dính kìa, dính trà đó, con thấy trà nhỏ nhỏ không? Quá im. Nó có trà ngay bọt á, vô Lũ thấy không? Đâu đâu cái ấy đâu rồi? Hả? Cái vợt nè. Đi lên đi, lên đi, lên đi. Dính cây hả? Nó cái cây ngay cái đọt luôn á. Có cây bằng ngón tay út vậy. Hồ hoa nước lớn như chiều ha. Ừ. Cắm đã tay luôn. Nó có cây ngay cái đọt luôn á. Lên rồi đó. Có. Cắm vợt á. Ê cái chị. Ê. Ừ. Cái vợt đi. Ờ dính con dây. Phải, dính cái dây dưới nè. Ôi, ôi cái chè bự. Ui. Lắm, bự lắm. Thọt dài xuống sâu xuống á, sâu xuống. Ừ. Ôi. Hàng rồi cái nhau. Hàng khốn. Ghê chưa Lậu. Thôi. Thấy gì chưa? Quá. Sát thủ. Cái này. Thôi. Cái kéo xích tới anh Lậu. Kéo xích tới cái lồng á, thổi cái đó. Quá rồi. Thôi. Hết hồn cá chê này ai. Hàng cá nhau. Nửa ký luôn. Cá chê. Khỏi bàn cá chê. Chút mép đó Hiện ơi. Đây nè. Quá im luôn. Rồi. Lũng. Rồi. Vô. Vô hết con hết biết con này. Thôi mình đi tranh thủ đi. Dài lên khu bên kia dính dữ rồi. Hay chưa anh Lũ? Chuyện cống cần này thôi. Em đón lắm mà ngay cống bọng. Ở đây hình như có cống hả? Lấy tiền rồi đó Lũ ơi. Ô, phần này nó lôi đi xong quá. Lôi luôn hả? Có không? Hả? Đâu? Wow. Lấy vợ cô tí ơi. Thằng kia thấy. Tìm ghe vậy? Tôi thấy cái đầu cần nó ướt cây nè. Đây. Ê. Vô. Đây. Ê. Đó, ê, cũng được. Cái chê này cũng khá. Rồi. Vô. Ồ, chúng bày cái chê rồi. Tôi thấy cái đầu cần nó ướt mà nó êm gu, thấy nó gọi chắc cá rồi, chắc nó lôi à. Chị lẹ chỗ trống mình Lũ ơi. Chị lẹ cho chống đi. Không có dám ở trong cỏ cả nhà ơi. Sợ chắc á. Nó đeo quá trời đeo. Được rồi. Ngon. Cái chê con nào đi. Có lý à. Cái này là cá thì nói rồi nó thấy cá nó vậy chứ. Để nước rồng á. Ha. Sớm mà nước lớn. Sao rồi tí? Bự không? Quá bự. Quá bự luôn à. Này cả nhà. Quá gì. Đủ vốn rồi đó anh Lũ. À.
Ngon à, dính vậy là có êm ấy. Ở trong ruộng đầu bà có con cần đó nha anh Lụ. Cần em cắm trong ruộng đó đó. Đây hả? Ừ. Dính rắn không? Ôi sao nó lôi kìa. Nó lôi kìa. Cái gì lôi vậy? Ôi cá nó lôi rồi. Hết mồi rồi. À, ông bà ở đây phù hộ cho mấy anh em đi ngang đây cắm câu được nhiều thành quả. Ông bà ơi, phù hộ cho mấy anh em. Ủa, đi cá cá lôi. Ừ. Có không biết. Cá lôi. Ôi sảy rồi. Ủa, đây rộng ha. Ừ. Rộng. Ông bà tối nay phù hộ cho mấy anh em ha. Cắm dính nhiều cá chút. Dính cá nhiều nhiều ấy. Cần đó của em nó tiêu rồi. Ngập rồi. Đâu? À, chỗ tàu nó vừa đó đó. Hay là mất luôn rồi. Thôi đi đi đi. Ôi tắt đèn đi ông mực rừng. Tắt đèn đi bay quá trời ơi. Ông hả? Ừ tắt đèn đi tắt đèn. Tắt rồi. Ừ. Đi chạy đi nhanh đi. Đi chạy chạy nhanh đi. Ây da đeo ôi. Nó buồn. Ôi sao tắt đèn rồi. Trời cái đèn lúc này nó mát nữa. Ôi tắt cái cả nhà ơi quá cho ông mặt gừng rồi. Ủa đây có ông mặt gừng cái lũ ơi. Ờ. Ủa sao? Đó. Có ổ không mặt gừng. Ông quá ông luôn. Lạc cần luôn rồi. Ủa đâu cần ta? Có dấu xuống không? Có dấu đi xuống không? Không lại ngập cần đó. Đi giờ tới rồi. Ủa bỏ cái ông. Không. Lại nó buồn quá sao lưng. Ở đó có ông mặt gừng á. Hả? Ở đó có ông mặt gừng. Ông vui. Không ông mặt gừng. Ồ. Quá rồi. Cá nó ghê hết. Ừ thấy rồi thấy rồi. Còn nó lôi rồi hả? Ghê chưa ghê chưa. Những thằng khủng không? Đâu vậy? Còn còn. Đưa giật xuống đi, đưa giật đi. Ôi ôi quá quá ôi. Ê u. Lắm mà tránh cái đèn ra đọt gần câu lũ rồi. Ôi. Ồ lên sình luôn rồi, đưa giật xuống đi, để tiếp tiếp tiếp. Wow. Ui. Ồ, hàng nữa. Hàng nữa rồi. Ừ. Con này khá. Thôi. Cái chơi im không à? Bự bự ha. Ừ. Nào con này nó bự bự không. Ừ. Ủa. Con này có chè ú ú không à. Dạ. Con gì cắn giò em đau đau ta. Có lý rồi, tôi có tí rồi. Dở mạnh lên, sách gì yếu xìu vậy. Con sát hả? Hả? Con sát hả? Cô có đeo giò không biết nữa, thấy nó đau đau. Đau đau là nó đó. Hả? Đâu đâu? Coi cái chừng nó lôi ngập cận á, giờ nó thấy á. À. Ô dính nó rồi. Ô đừng bệnh với con. Dính nào? Nhổ ra trước đi. Chú cấm là phải vậy đó. Lôi hả? Không có, ý là cái em cầm cứng quá. Không lá nó cá nó lôi. Không có dính không chứ. Cầm. Này nước lớn cấm đảo hiểu không? Ừ. Nước lớn cá mới đi ăn. Nó giòn quá cá không đi. Nó đi ít. À mà đi lớn cắm bỏ tay luôn. Ừ, xin là cắm cái kia là ngon. Hả? Ôi 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 ôi. Rồi không? Hàng đó, hàng đó. Đó 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 đó. Hả? Thấy chưa? Em anh Lũ. Em cắm phải vậy. Ui. Ui yếu 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 yếu. Rồi 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 rồi. Ê. Cho giật xuống luôn đi, dễ chết. Ê. Ôi, cũng có lý. Ê. Đâu rồi anh ơi. Muốn phải rồi. Trong đó. Ôi. Vô nữa. Lụm hàng rồi. Nè, chung bánh. Thấy nhìn thấy cái chê kìa, thấy con kia thấy hàm. Ôi, chứ phí gì? Hả? Không phải. Chê.
Ừ. Mập quá im luôn này, cái này con nào nó béo. Đúng rồi, bụng mới chín đấy. Quá im đi vô đâu đây có này gì nè. Ồ rồi dính rồi, gạnh luôn rồi. Ôi thế nào dính rồi, quýu nào có giật bực 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 kìa. Đâu 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 nó chắc cá nhỏ phải không, không biết nữa, thấy giật giật bực bực hả. Đó ồ cái gô rồi hả, giật kêu đó là cái gô á, đúng không? Ê, cái gô, cái gô nái, em biết giật kêu đó là cái gô rồi. Nó ngu quá. Ừ, nó giật đọt nó từng từng từng. Ồ cái gô kìa, mập. Mập á. Nó giật nhịp 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 ba con cái rồi cái gô mà. Còn có tre thì nó kéo lũi xuống. Kéo cắm xuống lũi. Cái gô nè. Chiên rồi quất được được chén cơm luôn. Phải không? Ừ. Hả? Phải đó, có cần nữa không ta? Đâu? Ôi ôi lũ ơi, quý hoài cứ tí dứt đi con. Lũ ơi, mới cần nghe. Hả? Không biết nữa. Ô cái tre bự. Cái tre khá. Ở đó có cần nữa gì đó. Nhìn qua nhìn không thấy nè. Đảo cái nhậu nè. Không thấy. Nào nó mập. Cá chê này khỏi bàn, cá chê rồi anh Lũ ơi. Ha. Ngập nước rồi. Cắm xuống xuống. Bự hơn tay cô tí nữa. Chê à? Ờ, cá chê ở đây con nào nó đã đá không à? Vô. Chiếu đi con. Đồ mình cắm ngay cái bọng này là không phản à. Ngay bọng là dính trơn. Đâu đây em nhớ có cần cái gì mà biết phải không à. Tại lúc mà chiều mấy anh em cắm nước rồng quá nha. Nước rồng ở kinh này có cá. Tôi kỹ cái vỏ ra. Tôi cặp mé này một tí. Hơi thường sót á. Vậy là mấy cần câu hả? Đâu ôi ô cần này dính nữa nè anh Lũ ơi, không biết cái gì à. Nó ô đi dính cây rồi, dính cây rồi, dính cây rồi. Không biết nữa. Ê cá gô, cá gô à. Cá gô. Ồ cái gô chúa nữa. Gô nào lấy hết hồn nha. Ây da lọt lỗ luôn à. Ở đây có vua mày. Mưa mà lóc lên cuộn cái nhìn đá ha. Còn nó mập. Con nào mới hết hồn. Cái này. Này mà được 4-5 con là chiên à. Hai người ăn đủ luôn á. Bữa nay à, thấy dính mấy cái chơi bự bự vậy là im mà có lý rồi ha anh Lũ. Ê, đây có cần này, hiểu không? Em mới cắm ngoài sình á, đó đó, đó có gốc cây á. Ừ, nước rồi cái. Đâu? Ô, cái chơi lấy giật. Cái lóc. Cái lóc, cái lóc, con chụp đi, lấy vật chụp đi. Không, lấy vật chặn á, không thôi nó nhảy con xuống. Con chặn ở dưới đây nè. Chặn ở dưới, thanh chặn ở dưới á. Ờ, con chặn dưới đây nè. Ừ, vô chị lên, vô, đó. Vô. Rồi. Không phải, chuối xình ơi, chuối xình ơi hiện ơi. Chuối. Thanh chặn ở thanh chặn ở đó đi. Để anh mò ngay chỗ này anh Lũ. Để cha bắt á. Nó chưa xuống đâu, đừng bước xuống đất nha. Đây, đây, thay lưng rồi. Ừ, đó, nó còn nằm, đùa nó vô luôn, Lũ ơi. Vô cá lóc. Cá lóc nè. Ồ cô dưới đây còn con nào không Lũ? Hả? Còn ê dưới đó dung dính nước kìa. Đó anh Lũ, chạy xuống. Kìa. Có thấy không? Đó. Cá lóc nè. Đó.
Ừ, ngay xuống, ngay xuống. Đó, mới chạy nước đó đó. Nó nhúng dính nước đó. Thấy không? Ừ, cái lóc ngon rồi nè. Ừ, nó đó, nó chạy xuống đó rồi đó. Vậy là lên cặp á. Hả? Cá táp hả? Đâu rồi? Nãy nó chạy chạy dọn dọn nước không à. Ôi nước nhiều anh lụ á. Ôi tha cho nó đi. Lấy giật chặn được á. Ừ. Nó chạy xuống đây này nó cục cục đây nè. Đúng rồi. Nãy thấy chạy dọn nước không à. Một em lọt mã. Nó mới là mới lên luôn á lụ. Giống cái đường mà hồi nãy á hả? Ừ. Đường nãy nó lóc lên nó xình luôn á. Ô cái đường nãy nó lóc xình nước nhẹp luôn. Cần. Ừ. Đây có con cần câu hả vậy nè lụ? Hả? Đây có con cần nè. Ờ. Hả? Cái gì căng quá vậy? Ồ dễ căng ha. Ừ. Tới được cô tí rồi. Ê, nhìn cái kìa. Hả? Ồ, xỉu rồi. Xỉu hả? Ờ, xỉu rồi. Nó mọt nữa. Xỉu. Ừ, vậy à, thấy dây căng căng mà. Ờ, dây, xỉu rồi. Dướng cây phải không? Bự không? Dướng cái cây dưới nè. Bự không? Cũng trọng trọng á. Ấy dù. Đây nè. Ừ. Xỉu rồi. Xỉu rồi, cô Lý. Dính hồi sớm quá, dính sớm quá. Chắc dính hồi lúc mình đi á. Ừ. Lúc mình cắm xong á. Xỉu rồi. Ồ, ừ. Mới xỉu. Thở. Còn thở oxy mà. Lấy bình oxy ra thở. Thanh thở, thanh thổi ra, anh thổi oxy ra. Thổi oxy cho đỉnh lại một tí. Trợ giúp oxy cho cá. Ồ, đây nè. Nước nó vô đây, đây mình chặn, sáng mình chặn đây. Ngon. Ồ cái này căng dây nữa nè anh lụ ơi. Ngon cô. Không biết nữa. Này mà trễ chút nó ngập hết cần luôn rồi. Ừ. Nó chạy vô quá. Gì vậy? Ồ. Ê dính gu phi. Ừ, ô gu phi kìa. Căng gu phi. Đây nè. Căng. Ừ. Ê. Lên. Gu phi về. Ô dính rồi anh lụ ơi. Này chỉ bò nhột. Đây cả nhà. Dắt hả? Ừ. Đây nè Hiền. Ôi. Ừ. Hai con rồi đó nãy giờ. Chạy rồi. Ôi ôi con này bự dữ nữa. Trời ơi. Đây nè ơi. Nó quẹt lụ ơi. Ôi. Chạy cua cho con hả? Em hai con rồi đó. Có nhiều ta. Con mang dắt đỡ vậy. Ghê quá anh lụ ơi. Có con nào luôn rồi. Được rồi. Hai con một lượt. Ừ. Ừ. Xong luôn rồi. Thôi chỗ này không dám đi nữa. Không tại mưa ướt ướt vậy đó. Ghê quá à. Chứ đất khô khô nó có đâu. Chi nãy giờ em thấy nó này sao sao quá. Hả? Ừ. Để kêu một chạy nhanh. Nổi da gà. Trời mệt, muốn xỉu rồi đó nhục. Em sợ nó lắm. Thở lên luôn rồi đó. Dùng mà lụ ơi. Cá hả? Cá kéo hả? Cá gô hả? Cá quýu không? Ê, 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 giật đâu, giật đâu. Giật đâu anh lũ. Khoan. Đâu rồi, đâu rồi. Ê, cái chê khổ nghiệp. Để lên lên. Ui. Ừ. Cái chê con nào nó bự. Ừ.
Ôi. Đi mồi. Qua. Cái chê con nào đi. Ừ. Này cả nhà. Cái chê con nào nó bự vô nè. Quá im luôn. Hả? Con này nó mập, nó đủ mồi á. Tháng 10 nó đủ mồi hết luôn. Con nào nó mập đủ bự ghê. Quá im luôn. Tâm tính này ha ha ha. Ừ. Cá nhóc luôn. Chị chịu thấy, ồ, thấy nó giỡn giỡn ụt có biết rồi. Đó đã. Gặp này nước lớn á. Nước lớn cắm mới đã. Vô vô rồi. Cá lên. Ừ. Nước vô cá lên. Đây cần nên lụt. Một chiều thấy cắm ngon quá ha. Không có hả? Không. Bồ dính á. Ừ. Đây nè. Dính hoài vậy luôn. Nè. Thôi em câu kiểm tra lại nữa. Thì dính hoài vậy? Thành không có. Ủa, đi nữa. À. Ủa, Thành nó đi trước chứ phải hả? Mình đi sau nó động á. Ừ. Ui. Ớn quá. Rồi nó cục nữa anh. Em giận người rồi đó. Đi tới tới rồi chứ anh. Nó có con cần. Đây con cần nha anh lậu. Đây con cần này nha. Hết dám xuống hả? Hết dám xuống rồi. Cái buồn dừa đó nha. Quá im. Trái tốt. Ở ngoài kinh đó, trái bóng hới luôn, quầy cái chục trái, cây lên cho mấy cái mấy tấc mét mà trái, ừ, ngọt quá trái ha, ừ, con quả im luôn cả nhà ơi, ê cái chê lóc ra, ôi cái chê lóc ra kìa, con này mới khủng dữ này. Rồi, này cái chê phi vậy anh ơi. Hả? Con này chê phi. Đây nè. Ờ đúng rồi, phi chê phi. Nè. Phi với chê. Đây cả nhà. Chê phi. Quả, nó chê đó mới khủng dữ á. Ừ. Con này trúng luôn. Giở ra giở lên con tí. Bọc luôn, bọc rồi bọc bự nữa. À. Quá im luôn rồi. Nè thành quả cũng ngon chứ. Ừ. Cũng về tới nhà anh lụ rồi cả nhà. Quá im luôn. Được cái chê khủng. Hết hồn cái chê. Cái chê tưởng luôn cá ngát không anh lụ. Thấy không? Quá im luôn. Cô tí này giữ nhà. Ở nhà thì chị cũng sửa soạn rồi hết cả nhà. Đây giá, cải, lá. Chị cũng chuẩn bị nồi cháo rồi hết rồi. Ồ sôi luôn anh Đỗ ơi. Ừ, nồi cháo nó sôi ngon quá. Lấy quá trời ngon luôn. Quậy cũng tí. Bữa nay làm là bếp mà. Tao đâu vớt lên để chú coi. Ồ nở rồi anh Lụ. Gạo gan nó nhìn nó đẹp ha. Đây cả nhà. Thì chị cũng làm cá rồi hết rồi. Cá chê, cá lóc, cá gô. Mấy cái gô này ngon quá không chừa lại sáng có gô quẹt anh Lụ. Hả? Cái gô nè. Rồi nấu cháo luôn đi. Ừ, cá lóc nữa nè. Nấu cho nhiều nhiều chút. Quá ngon luôn. Rất là ngon. Rồi cháo của chị là gan gạo trước nhìn nó ngon quá. Kiếm gì giờ đâu rồi biết là mới vô cung tay quá. Cháo ồ nhuyễn là ngon ha. Bỏ rồi đó. Ừ, bỏ cái gạo rồi đó. Vậy là bỏ cá vô là mình ăn được rồi đó. Bỏ cá vô một chút nữa mới thưởng thức được.
Vô. Cá chê hết thon đi. Cá chê khỏi nói cá chê. Quá đã cả nhà. Cá ngốc luôn, đầy nồi luôn hả? Đầu cá chê nè. Ai tưởng đâu dính cá ngát. Thiệt á, cá ngát à. Ừ. Ở trên kinh rồi có cái ngát nó độc lạ luôn. Đúng rồi. Làm gì mà kinh mấy cái đường kinh sườn nhỏ là không có cá, không có cá bự đâu, không có cá. Tràn nồi luôn lũ ơi. Tràn bơi luôn. Quái. Rồi, 15 phút nữa là cá chín. Gấp cá à cả nhà. Ồ, ngon. Mà cháo xôi ụt ụt luôn. cái này ngò với hành hả chị? Ừ, ngò với hành. Ừ, cháo có ngò này là ngon lắm đây nè. Cá phi, cá lóc, cá chê. Chê. Với cá gô nữa, cá gô nào nó mập ú nu luôn. Dính dính cá gô là bốn con đó đủ kho quẹt luôn đó anh lụ. Dĩa này sao đựng không hết nữa nè. Cá gì lắm nhiều. Ôi cứa cá chê nó béo quá chị. Mỡ không à. Cá chê dính giật liệt cần luôn. Gãy cần luôn. Mày chế mơ tỏi là mình bỏ vô cháo hả chị? Dạ, dĩa cả. Dạ. Quá rồi cả nhà ơi. Rồi, tô 25.000. cái dĩa cá nè quá ngon luôn, cá chê nó béo quá nè cả nhà, mỡ một lớp luôn. Này kèm với giá với bắp cải. Thằng cua này tới mùa mưa này mới thấy lại lụ. Thằng cua này mà có cá kho như vậy đó chị. Ồ, chấm ngon lắm. Thơm anh Lũ ơi. Thơm à. Quá hấp dẫn. Đây cũng xong hết rồi nha. Đây gặp sống. Cá lóc, cá chê, cá gô. Rồi cá gì nữa, cá phi nữa. Ồ, nồi cháo của chị nè. Nửa đêm mà có nồi cháo này à. Quá hấp dẫn luôn cả nhà. Này mà đang đói rồi kiểu này sao chịu nổi nữa anh Lụ. Đây cả nhà. Đây được món chồng. Và vô luôn anh Lụ ơi. Quá ngon, thơm quá thơm luôn à. Sao cô tí? Nãy bị dắt đeo, con không bị dắt đeo. Anh Lụ thì khỏi nói rồi. Bị năm số con. Bị đeo liên tục luôn. Liên tục lại. Chịu không nổi em thì đi đeo hai ba con dính vô giò. Tóc chạy luôn. Tôi thì tôi quen rồi. Em thì
nhìn ớn ớn khó chịu lắm, em sợ nó lắm. Mời, mời cả nhà dùng bữa với gia đình anh chị luôn nha. Rồi vô cô tí ăn đi con. Thơm gì thôi, thơm dữ lắm, thơm rồi chịu hết nổi. Chạy nước miếng rồi. Mời cái ngày đùm cháu với mấy anh em luôn nha. Mời ông bà cái túi đùm cháu, cái ngày đùm cháu luôn nha. Cũng mời ông bà với chú để miếng dao hả? Bỏ cho cháu, bỏ cho dao thì mới ngon nè. Ừ, gấp cái lóc con bé đó chị. Ừ, cái lóc cái xương hay là gấp cái chê. Cái chê đây. Ở cái chê đây. Cái khúc có thịt đó cho con bé. Rồi, chấm miếng chiêu. Chấm nước mắm một tí. Vô. Cắn miếng này. Mời bà có chút. À, quá ngon. Ngọt. Mà cháo bay mùi thơm quá trời thơm luôn. Nghe ngọt thôi chứ cá thì ngọt thôi. Cái khu đó là mơi là mình những tỷ mình cố cắm lại anh luôn. Mình canh nước phi phi này nè. Là mình cắm chút xíu là mình thăm là dính nhiều lắm á. Tại vì mình cắm mùa sớm nước gồng quá. Nước gồng quá mình cắm cá nó quá nó mới chạy. Chắc mình bị lạc, cần hay cần mà lúc mình cắm sâu dưới đó, chắc có lạc. Với lại dắt nữa đó nha. Quá trời dắt luôn. Có dính mấy con mà em không quay được á, vậy nó trong lùm. Đi với hiện toàn là chạy không luôn. Chỗ nào mấy chỗ nào có lùm lùm cỏ là chạy không luôn. Không dám đứng một chỗ. Em sợ lắm, quả gì dính mấy con trong lùm em không vô được. Mời cả nhà dùng bữa với gia đình anh chị luôn nha. Quá ngon. Ngọt ha. Em yếu. Nặng miếng nha. Chanh hả? Chanh vô nữa. Chanh vô nữa. Con con đi. Cảm ơn chú Hiển. Đi cứ đủ rồi. Dạ. Đây. Con cái lóc này chưa ăn được nữa con. Ăn ăn hiện nó có một cục hết chưa nè. Mình mạnh vô nha. Vô ao lớn. Ngon ha. Mát nổi da gà luôn. Cái gỗ nó mập mỡ là lụt. Ăn này nó mập. Quá ngon hanh luôn. Ngon. Cái này là cháu ăn đổ mồ hôi luôn cả nhà ơi. Cứng bụng luôn rồi. Giờ này thăm câu về cũng làm mà cháu cũng phi rồi cả nhà. Giờ ăn xong rồi chuẩn bị tranh thủ nghỉ ngơi luôn. Sao cô Tý? Mấy chén cô Tý? Mấy chén. Một chén. Chén hả? Thì giờ anh em cũng ăn dùng bữa xong cả nhà. Thì cũng phía nên thu xếp ngủ sớm. Thì chắc video của gia đình mình hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Mình mến chào tạm biệt.